cả nhà ơi, Tracy chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Dạo Mồng Tơi Vlog. Trước tiên Tracy cho cả nhà xem mấy cái trái thanh long. Hôm nay nó được bay lớn rồi nè cả nhà. Ở đây có thêm một cái hoa mới nở nữa, được bay lớn rồi đó cả nhà. Cả nhà nhìn đây, cái cây này mới trồng thôi, mới có bay lớn vậy đó cả nhà, mà được một cái nụ rồi nè cả nhà. Bây giờ Tracy khoe qua dây mướp nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, Tracy núp dưới tán cây, Tracy quay lên nè cả nhà. Bên đây cũng có hai trái. Chùm bên đây ba trái nè cả nhà. Lòng thòng dưới đất cũng có một trái nè. Phía trên là mướp lòng thòng, còn phía dưới là có một người phụ nữ đang thu hoạch. Bảo Tracy đang cắt rau gấp cá. Mẹ ơi, hình như mình đừng cắt thấp lắm nè. Không có, cắt lên chút xíu mà. Không, rau cá cắt kìa. Rau khác thì cắt chừa. Cá nó dễ lên lắm. Hình như là mình cũng cắt xác, nhưng mà xác xích lên chút. Cắt chót lên mặt. Tracy chung ra khỏi tán lá, Tracy ra phía ngoài nè cả nhà. Mướp non nè cả nhà. Mướp non nè cả nhà. Hoa mướp, hoa mướp rập trời luôn. Ong kiến thi nhau mà thụ phấn cho hoa mệt nghỉ luôn cả nhà ơi. Sáng này là nó làm việc cực lực lắm. Đây là những cái tua tìm chỗ leo mà không có chỗ leo, cho nên bị lơ lơ lửng lửng, bị gió tạt qua tạt lại nè cả nhà. Đây một chú ong chăm chỉ. Đây những chú kiến chăm chỉ. Gió lay cành lá. Kiến á, vừa làm chức năng thụ phấn cho hoa mà vừa cắn cái cánh hoa ăn nữa mọi người. Ong á, thì thụ phấn với hút mật. Nói chung là có qua có lại hết đó cả nhà, không có làm công không cho ai hết á. Bây giờ Tracy quay xích lên trên này. Ở đây Tracy thấy có một trái non đây, và có rất là nhiều hoa ở dưới thấp đây. Tracy lại coi coi có ai thụ phấn cho tụi cưng không nha. Có cả nhà. Kiến
Nó giống như con gì đó cả nhà ơi, nhìn giống giống con kiến đó, nhỏ nhỏ nè. Hình như nó biết bay hay sao á. Hoa một chùm thì thế nào cũng có trái đậu đúng không cả nhà? Vừa hoa vừa nụ nè. Một chùm như vậy thì thế nào cũng sẽ đậu trái thôi. Đây cả nhà. Kiến bò lĩnh quẩn đó cả nhà. Hoa chưa nở là nó đã sẵn sàng để thụ phấn cho hoa rồi. Ở bên này là một chùm nụ trinh nguyên, chưa có cái hoa nào nở nè cả nhà. Mình càng lên đọt thì càng có nhiều nụ. Cả nhà ơi, Tracy cắt trích đồ bắp này nè cả nhà. Được 3 trái đậu bắp nè cả nhà. Mình hái trái cà này nha cả nhà. Cả nhà ơi, Tracy lặt cái bông này gieo lên đây nha cả nhà. Bây giờ Tracy qua đây kéo mấy cái trái này xuống cho nó thòng xuống, mai mốt mình dễ cắt nha cả nhà. Cả nhà có thấy trái nào không cả nhà? Này mình hái luôn quá. Nè cả nhà, nở gai rồi nè. Đây nè. Má Mi ơi, cái trái hủ qua to đùng này má Mi làm giống ha ha. Ôi cả nhà ơi, ở bên đây nó có một trái hủ qua to đùng luôn cả nhà ơi. Tracy moi cái trái này xuống. Trầm hủ qua ăn hoài không hết trái, sướng quá. Trầm đậu đũa nó mau tàn lắm mọi người. Mọi người nhìn trái hủ qua bên kia kìa, to đùng luôn. Cái đó dài gần hai gang tay luôn á cả nhà. To quá ta. Trái này to quá mà. Đây. Mày bắt vững không? Con qua con vịn nha. Đợi con qua vịn. Tính đứng bên này quay phim mẹ thu hoạch bên kia. Nhưng mà phải đi qua vịnh than mọi người ơi. Mẹ nói khỏi mà thôi, để Tracy qua. Mẹ cho cái than nó dựa vô cái thành rồi nên Tracy
Đến bên này thì chị Hoàng mẹ hái mấy cái trái này nè cả nhà. Cái lá này. Đâu mẹ? Mẹ cắt đi nè. Mẹ ơi, mẹ nhớ cắt cái trái hũ hoa lạc loài này nha mẹ. Hũ hoa Ấn Độ tú bên kia mà bên đây cũng lộn vô được một dây nữa. Ngày hôm đó Trung chợ mua á, để tủ lộn á, cái hũ hoa héo que rồi. Bây giờ mẹ thì xì hái cái trái hũ hoa lạc loài nè mọi người. Mẹ hái trái bên kia trước. Nè mẹ đưa cái xì cầm nè cả nhà. Có không? Đây, mẹ xì đau khoan. Nè. Rồi. Nó còn ra nữa nè. Hai cặp đưa hai cặp. Cái này nhỏ xíu nè. Tôi cảm thích quá hả? Cái này nhỏ lắm. Rồi, Tracy mới dắp cục đá mọi người. Mời trái này xuống. Bây giờ nó ra trái nữa rồi mẹ. Cắt mấy cái này cho nó ra. Mấy cái này cắt luôn nha. Dạ. Ô con bưa đá luôn rồi bà. Cả nhà Việt Nam ơi, Tracy cứ đi quay rẫy hoài. Thật ra rẫy mình trồng bây giờ có trái thì mình phải thu hoạch đó mọi người. Chứ thật ra ở bên Việt Nam bây giờ đi chợ đồ khó khăn á. Thôi cả nhà coi video của Tracy đừng nghĩ là Tracy chọc ghẹo cả nhà nha, mà cả nhà nghĩ là Tracy muốn chiếu này kia cho cả nhà coi cho vui vậy đó. Tại vì bây giờ ở nhà cũng đâu có làm gì được ở ngoài sân ngoài đường đâu, phải không? Cứ ở trong nhà miết thì bây giờ coi video cho đỡ buồn nha cả nhà. Chứ cây trái á, mình trồng từ lúc mà hết đông á, thì bây giờ nó mới bắt đầu có trái, nó mới thu hoạch. Thì mình quay đi video thì có gì mình quay cái đó. Cho nên cả nhà coi thông cảm nha. Coi làm niềm vui chứ đừng có nghĩ là Tracy giống như là chọc ghẹo mọi người nha. Tracy cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Mong dịch bệnh mau tan nha.